Rồi, em chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên video 5 đôi giày đấy ha. Một video em sẽ lên tầm 5 đôi giày thôi, do bận quá nên có gì mọi người thông cảm nha. Đây, em này là hàng của Puma. Puma ha. Size là 40.5. Rất là mới luôn. Chốt anh này mọi người lên mã giùm em là 221 nhá. 221. Em này size 42 Adidas Ultra Boost nha. Adidas Ultra Boost. Em này lấy mã 93 giùm em nha. 93. Em này hôm nay con này là size 43 nha. Nói chung là rất là mới nha. Lấy mã 729 giùm em. Có chốt thì mọi người cứ lên ngay cái mã là ok nha. Fila size 40. Yeah, mới rất là mới luôn. Lấy mã 24 nha mọi người nha. Mã là 24. Rồi, em cuối cùng. Này, kiểu dáng tựa tên lửa ha. Này, rất là mới luôn. Đẹp, rất là đẹp. Em này là size 40.5 nha, tất cả đều là hàng chính hãng nha mọi người nha. Đó, rất là mới luôn. Chốt thì mọi người lên mã 310. Rồi, ok nha mọi người nha. Đó, em chưa lên tới đây thôi. Nói chung là một video em chưa lên tầm 5 đôi giày. Một ngày em sẽ gắng có tranh thủ thời gian em lên cho mọi người tầm một ngày tầm 2 video. Đó, một video 5 đôi giày ha. 2 video thì 10 đôi. Nói chung là một ngày cứ là 10 đôi giày. Những bữa nay là 10 đôi giày này đi. Rồi hôm sau em sẽ lên tiếp. Đó, 10 đôi giày khác. Cứ liên tiếp vậy đó ha. Rồi mọi người chốt nhớ mã giùm em nha. Rồi em chào mọi người.